Các bạn thấy các bạn con chim cú nó ngoan á các bạn. Đó, các bạn thấy không? Để mình là kêu mình ngồi mình kêu lại nha các bạn nha. Để mình lại đây mình ngồi mình kêu lại cho kênh nó lại không nha. Bây giờ nó đang đứng đây, bây giờ mình kêu nó lại đây nha các bạn nha. Cú ơi lại đây con. Vào đây. Vào đây con, vào đây. Đây con, vào đây, đây, đây. Nè. Cú ơi, lại đây. Đây con, lại đây, lại đây. Nè. Vào đây con, vào đây. Rồi. Để mình sẽ cha con mình sẽ ngồi tâm sự nha. Để mình sẽ tâm sự nói các bạn nha. Nhưng mà nó rồi. Đây, đúng rồi. Nó thấy hình đó đây nè. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Lên đây, lên đây nè, lên đây nè, lên đây. Lên đây. Nhớ lên con. Cú ơi. Nè, cú ơi, cú lên con. Cú. Cú ơi lên đi con. Lên đây. Cú cú cú. Nè. Bên đây nè, nè. Cú ơi, bên đây con. Ba đây nè, ba đây nè, ba mới về cho. Sao đứng đây chi? Lên đây đi. Hàng này. Không được thì mình sẽ livestream nghe cho nó nha các bạn nha. Mình mời các bạn vô nha. Nó đang nghinh mình á, mình ấy xong rồi mình rút ra nó. Các bạn thấy mình không có ấy chân nó gì các bạn nha. Nhưng khi các bạn tưởng chân nó có cột dây, không có dây, chân nó không có cột dây nè. Chừng nó hai chừng không có cục dây nha các bạn, đó đó phải không? Cú ơi, nhảy lên đây. Nhảy này nè, nhảy này. Nhảy này đi. Không chịu nhảy đây, nó cứ đứng đây nó cho mình gãi mình ghê chứ con này. Rồi mình lên cho nó lên bàn này. Lên đây. Lên đây. Ngửi ra lên đây. Lên đây. Lên đây nè. Sao xuống đó rồi. Lên đây nè. Hú. Hú ơi. Rồi đây con. Rồi đây. 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 Bà gãy chưa? Đi xuống đây. Nè. Rồi đây bà gãy chưa? Sao đi rồi đó rồi? Ừ. Rồi đó phá. Rồi đó phá. Rồi bắt đầu là phá. Mình ngồi đây chơi nó nha các bạn nha. Để mình lấy cái này ra đi. Để... Nó sự quá.
Khi còn nhỏ tôi làm thơ bắt bốm, khi lớn lên tôi lại lập gia đình. Suốt cả cuộc đời dãi nắng dầm mưa, lo cho vợ, lo cho con trẻ. Rồi càng ngày tuổi càng không mạnh mẽ, vì gia đình, vì cuộc sống mưu sinh. Khi các con đã lớn tuổi trưởng thành, lập gia thất, xa rời bố mẹ, như chim non khi xa rời bố mẹ, nó tung tăng bay khắp cả bầu trời. Gặp phong ba bão tố dập dời, không ai che chắn, chú chim đành gãy cánh. Mình buồn mình ngồi mình chơi với chim khú mình đó, rồi mình làm thơ các bạn. Thơ mình tự sướng lên rồi mình làm thơ thôi chứ không có qua trường lớp gì hết. Thì nói chung trước đây là mình chơi chim săn mồi không à. Rồi từ khi mà mình nuôi con khú này rồi cái mình không chơi chim săn mồi nữa. Tại vì con khú này là nó ăn thực phẩm, đó, ăn sâu rồi. Nó quan lắm mà giờ mình chim cho sơn mồi về đó thì con chim sơn mồi sẽ chụp con chim này liền, cho nên là mình không chơi chim sơn mồi đó. Giờ mình chuyển qua chim cảnh đó các bạn. Ô ô ô ô, mình thả nó cả ngày vậy chứ mà mình đi đâu mình về là nó gặp mình, nó ríu rít theo mình là các bạn, chứ nó cũng khôn lắm. Nhiều khi ai nói mấy chim này không khôn chứ nó khôn lắm. Mà hầu như là mình có tay nuôi chim á, chim săn mồi mà nuôi mình huấn luyện cũng được. Mà chim cảnh này nè, mình cũng huấn luyện được. Kể cả bồ câu mình cũng huấn luyện được các bạn. Bồ câu mình cũng huấn luyện, mình thả nó cũng không bay luôn á. Nhà hút ăn này nè, thực phẩm nè. Đó. Phải phẩm không phải gì, cái đó gì vậy? Con này nó phá lắm nha các bạn, đừng giỡn nó phá lắm á, đừng kinh thường nó nha, nó phá lắm á, giỡn rồi nha, nhẹ vậy thì nó vừa dịu dàng với mình nha, chứ là mạnh là nó cắn mình liền, là nó đá mình liền chứ không sao đâu. Con này nó cũng trật búa lắm. Nhưng mà mình để bây giờ mình kêu nó vô vô lòng mà nó vô nha các bạn nha. Nó tự động nó vô lòng thôi, nhưng mà giờ mình thử mình kêu nó vô lòng vô. Này đây Khúc, vô đây con. Khúc ơi. Khúc. Khúc ơi. Khúc, lòng nè. Khúc, Khúc. Nè, mình kêu nó vô lòng nó vô các bạn nha. Có nó vô vô con. Vô. Đó. Các bạn thấy nó khô không? Đó. Thả nó hoài chứ là nó bay chơi đã là vòng vòng nhà rồi là thích là nó vô lòng thôi, vô nó ăn xong nó uống nước xong rồi nè, chỗ này chỗ tắm của nó các bạn, mình để ca cho nó tắm rồi vậy nó không ấy, nó ra nữa đó, nó không thích nó ra, nó không chịu ra nữa hả? Ra không con? Khúc ra không? Khúc ơi nè, ra không? Ra đi, ở đây Khúc, ở đây đi lâu lần đó, đi lâu lần đó à? Hả? Khúc, ra đây con, Khúc ơi, ra đây, Khúc nè, Khúc ơi, để mình kêu lên bài nha bạn, Khúc, bài lên, nó vô lòng nữa rồi, nó vô lòng của nó nữa rồi, nó không chịu đi. Ra đi.
ra đi. Đó, ra. Để nó gãy cho. Rồi gãy cho. Nếu các bạn thấy mình muốn luyện chim hay vậy, các bạn like cho mình một like, chia sẻ nha. Nhớ đăng ký kênh của mình để xem nha các bạn. Đăng ký không tốn tiền đâu. Một kênh của mình là Phong Cách Sống TV nha các bạn nha. Rồi, đi chơi đi con. Hú, ra đi. Còn ngứa hả? Còn ngứa hả? Nè Hú ơi, lên đây con. Hú nè, Hú nè. Lên đây. Lên đây, lên đây. Hú ơi, Hú ơi. Lên đây con, nè. Nè, trên đó đâu có đồ ăn đâu, con mang đó. Lên đây. Ở đây, ở đây, lẹ lên, ở đây con. Cú ơi, cú ơi. Cú ơi. Rồi, trời ơi, rồi nó tha cái miếng đó nó dụng đất rồi. Mình nó phá quá. Đâu rồi? Lên đây. Ở đây, nè. Cái măng cầu mày đâu? Cái măng cầu đâu? Ăn măng cầu đi. Ăn măng cầu đi, đó, ăn đi. Ừ, đây đây, đừng phải gãi cho. Nó chạy lại cho mình gãi các bạn. Các bạn thấy không? Mình nó mình kêu đó, cái nó chạy vòng 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 lại cho mình gãi nó này các bạn. Để cho mình quay về cho các bạn thấy hai thầy trò mình nha. Hai thầy trò mình nha. Mình với chim mình nha. Đó nè. Ngứa chỗ này không? Ngứa ngứa tay này các bạn. Ô. Xe qua, xe qua. Các bạn đam mê chim phú thì nhớ alo cho mình nha các bạn nha. Chim rất đẹp nha các bạn, rất quang luôn, bao mắt luôn, không bao giờ mắc, chỉ sợ chó mèo chụp thôi chứ thả ra là không có đồng mắt. Nó đi chơi đâu chơi rồi giờ là nó cũng về cái lồng đó. Các bạn thấy nó như đứa nít rồi các bạn. Không, mình gãi đầu nó im, nó im mình gãi đầu nè. Cho nó ngã đằng sau này các bạn, cho nó ngã đằng sau nè. Cho nó xuống lái nè các bạn, coi cho nó xuống, cho nó xuống lái không? Đó, ăn lá. Rồi, đứng lên đi. Phê quá rồi à, nó phê rồi. Còn thấy nó phê không? Đứng hình đây kìa, đứng hình đây kìa. Đứng hình nữa hả? Hả? Đứng hình nữa hả? Nhìn cho nó đứng hình nha các bạn nha. Đứng hình rồi. Cú đẹp nha các bạn nha. Hót hay lắm á. Muốn cho nó hót là mình phải bỏ nó trong chuồng á. Đừng nó ra thì nó hót ghê lắm. Còn cho nó chơi tự do thì nó thích nó hót à. Nuôi nó ở nhà đồ ăn đồ đầy cẩn thận nha. Nó nắm nó dục hết á. Nó bay trong nhà là nó phá lắm.
nhà mình đặc biệt là cửa sổ là mình mở hết nha các bạn, không có đóng đâu, mình không có ai. Nhưng mà thấy lông đuôi đẹp không? Nó kêu, nó kêu gãi á. Để mình đưa cái mặt mình vô cái lưng nó nha, à, chị con nhân coi. Mà thấy không? Mình nuôi nó chứ nó thân với mình đó, mà thấy không? Nó thân với mình lắm. Đó, nó đang á. Khóa. Phú ơi. Đó, lại xuống rồi đó. Thú ơi. Đâu rồi? Thú ơi. Lên đây con. Lên đây. Thú ơi. Đó, lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Nè, nè. Nè, băng cầu nè. Băng cầu nè, lên đây. Ừ. Lên băng cầu nè. Ừ. Mày phá luôn luôn nè, là ai? Ừ, băng cầu nè. Đó, khóa khóa ăn rất là được rồi, ăn này nè. Ừ. Vui không? Cái này không ăn, ăn cái đó. Trời ơi, nó ăn chỗ, nó ăn cầu luôn, cái ghê. Nhưng mà lộn là mình ăn cái đó nha các bạn nha. Mình ăn nó là quá nè. Mình để đây cho nó. Cái nào nó ăn được nè. Mình còn chín cây nhưng mà. Em ăn cho mẹ ăn gì được, mẹ đồ ăn hả? Nè. Cho mẹ ăn. Con chó cũng đồ ăn măng cầu được coi. Đúng rồi luôn, ăn luôn rồi. Chó cũng không ăn măng cầu nữa. Nè đang ăn nè. Đó. Ngon rồi đó. Thú ơi. Để em kiếm bức cần nhật các bạn nha, coi nó ở đâu nha. Thôi ăn lại vô nè. Ông kia nó vô các bạn. Vô đi. Nè chua nè. Vô hút. Đâu nữa hả? Đi đâu đó hả? Đây mình có hai một câu. Đâu rồi, Phú ơi, lên đây con, nè, lên đây, lên đó. Phú ơi. Lên đây. Lên đây con.
đây đây. Đây đây. Đây. Làm con này. Vô làm đi. Vô làm không? Cứu. Cảnh sát luôn rồi. Cứu ơi. Cứu nè. Quả thấy không? Sát con quay để cái điện thoại lên đầu luôn nè. Rồi đi các bạn nha. Rồi, vô chuồng đi. Đó, không cho vô chuồng nữa. Vô chuồng đi con. Vô chuồng, vô chuồng. Vô chuồng. Chuồng đâu? Vô chuồng đi. Không chịu vô thôi. Mình sẽ review sát cạnh hơn cái nữa là mình cúp máy cho bạn nha. Nè nè. Ôi khủ ơi. Khủ nè. Khủ.